Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game Đạo Hữu Xin Dừng Bước của nhà phát hành Thi Thường Vã Mobile. Đây là một cái tựa game tu tiên, lấy đề tài tu tiên và thần thoại Trung Hoa vô cùng hấp dẫn, với đồ họa 2D màn hình dọc. Thì nhiệm vụ của các bạn trong game Đạo Hữu Xin Bước là thu thập các thần tiên, thánh thú để chiến đấu với các loại thượng cổ quái thú bị phong ấn, cũng như là giải cứu nhân loại. Game mang đến cho các bạn kho tú đa dạng, thả hồi lựa chọn, nhiều phúc lợi cho các bạn người chơi. Cách điều khiển bầu dưỡng tướng khá đơn giản, nhưng còn có tính năng thú vị như hợp thể liên kết, xếp luôn cấp bộ, chế độ chơi phong phú để các bạn hay trải nghiệm sau khi tòa hình BK giả chiến cực kỳ đã tay. Thì đây là một cửa game có lối chơi hẻo bài vô cùng quen thuộc, đồ họa 2D đơn giản nhưng mà đầy màu sắc. Thì Đạo Hữu Xin Bước là một cái tựa game sở hữu lối chơi hẻo bài quen thuộc, cho nên là rất là nhiều các bạn game thủ sẽ dễ dàng tiếp cận ngay từ đầu, xoay quanh việc thu thập thẻ tướng từ khắp nơi. Các bạn Đạo Hữu xin dừng người chơi tựa game Đạo Hữu Xin Bước sẽ dành về cho mình những thẻ tướng yêu thích, sau đó từng bước bồi dưỡng và mạnh hóa nhân vật nhằm vượt qua các khách hoàn thành các nhiệm vụ ở trong game. Tạo hình các nhân vật ở trong game theo cách là đồ họa 2D vô cùng đơn giản, hình tượng chibi sống động và đáng yêu nhưng mà vẫn toát lên vẻ lẫm liệt oai phong. Ngoài ra thì đồ hang còn này vẫn tái hiện được những hiệu ứng chiến đấu vô cùng sinh động. Với kho tướng đa dạng sẽ xuất hiện có những tướng nhân vật kinh điển. Đạo Hữu Xin Dừng Bước Mobile với kho tướng đồ sộ được chia thành 4 chủng tộc, bao gồm nhân tộc, đạo tộc, phần tộc, quy tộc, với các vai trò khác nhau vừa tương sinh tương khắc với nhau. Bạn sẽ được gặp lại những nhân vật kinh điển trong tiểu thuyết và phim ảnh như là Tôn Ngộ Không, Phật Tổ Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế, Na Tra, Hầu Nghệ, Hằng Nga và hàng trăm các thần tiên quen thuộc khác. Họ sẽ trở thành những chiến binh mạnh mẽ của riêng bạn để bạn sắp xếp và đội hình chiến đấu, và tối đa là 6 tướng ra trận với chế độ chơi độc đáo và nhiều tính năng thú vị. Mặc dù Đạo Hữu Xin Bước đi theo một chế độ chút kiện dài hơi, nhưng mà các bạn game thủ sẽ được hỗ trợ rút ngắn nhiều quá trình bằng tính năng kế thừa 100% tài nguyên và nguyên liệu cũng như là trang bị. Do vậy bạn có thể bồi dưỡng ngay từ những thần tiên mới xuất hiện. Các chế độ chơi độc đáo khác gồm âm quân, quân du hay là tầm bảo, thiên minh, liên minh, đối chiến, đấu pháp cùng hệ thống phù bản vô cùng phong phú, nhằm tái hiện một thế giới thần tiên đầy màu sắc bất cứ bạn game thủ nào cũng muốn khám phá. Ok, thì như vậy là mình đã đánh giá xong một cái tựa game là Đạo Hữu Xin Dừng Bước của nhà phát hành Thiên Hoàng Mã Game. Thì các bạn có thể tải game về để có thể trải nghiệm tốt hơn cái tựa game này nhé. Thì ở tựa game này cũng như các tựa game khác thì các bạn sẽ cần làm các nhiệm vụ. Thì nhiệm vụ game còn có nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ sự kiện. Ngoài ra thì có các trận chiến BL cũng như BB vô cùng đỉnh cao sẽ giúp các bạn lựa chọn và phong phú vào những thời gian trong cái tựa game này. Thì đây là một cái tựa game AFK nên là các bạn không cần phải online thì vẫn có thể nhận được tài nguyên cũng như là nguyên liệu để cho các bạn mạnh hóa nhân vật hơn. Và khi các bạn, đây là một cái dạng chiến đấu ở trong tựa game này, thì nhìn chung thì các tướng ở trong tựa game này khá là giống với tựa game Trấn Yêu Lục hay là Luyện Yêu Ký, thì nó khá là giống vậy đó các bạn. Nó chỉ khác là phương thức chiến đấu và màn hình ngang với đồ họa 2D. Mặc dù cái đồ họa, cái phương thức chiến đấu nó hơi thô cứng, nhưng mà với kỹ thuật đồ họa chiến đấu thì như vậy nó cũng nằm tốt lên cái quẻ không còn thô cứng nữa. Với âm thanh thì kỳ sống động, các bạn thấy như y như nó chiến đấu thiệt chứ không còn là một cái hẻ bài chiến đấu như thông thường. Ngoài ra thì nó không có chuyển động gì nhiều, nó chỉ cần có một cái tấm hình và nó chỉ cần lắc lư thôi là nó đã ra một tướng rồi các bạn. Ngoài ra thì tựa game này mỗi tướng sẽ có một cái siêu nộ khác nhau, sẽ giúp cho các bạn đánh quái cực kỳ dễ dàng. Ra thì còn có vô số các hoạt động khác cho các bạn lựa chọn và khám phá mà không hết. Thì mỗi cái khi đặt bạn một đạt một cấp độ nhất định thì các bạn sẽ được mình lựa chọn một cái mở một tính năng mới. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả các gift code dành cho tân hữu mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập gift code như nào chưa biết. Bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và đăng hồi nhé. Thì đầu tiên để nhập gift code thì các bạn nhấn vào mục chính, nhấn vào mục sự kiện, nhấn vào mục sự kiện ngày, nhấn vào mục code và tiến hành nhập gift code. Thì gift code thứ nhất như sau: JHTT6688. JHTT6688 là gift code thứ nhất. Đây có thứ nhất JHTT6688 nha các bạn. Đây có thứ nhất, sau đó là bạn nhấn vào mục đổi JHTT6688.
Như code này sẽ nhận được 300 kim nguyên bảo và 3 cái tầm tiên bút, thì đây là các phần quà code VHTT6688. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với code thứ hai, code như sau: VH10871. Đây code thứ hai các bạn, tiếp code là VH10871. Các bạn lưu ý là code này có hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 5 năm 2022, nên là các bạn nhanh chóng nhập vào thôi, nó việc bị hết hạn. Đây code thứ hai VH10871. Thì code này sẽ được là 188 kim nguyên bảo, 10 bồi dưỡng đan và 100 ca bạc. Đây là các phần quà code VH10871 có hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 5 năm 2022. Tiếp code thứ ba SK20051. Đây code thứ ba nha các bạn, tiếp code là SK20051. Đây là code thứ ba SK20051, số bạn nhấn vào đổi. Thì đây là các phần quà code SK20051. Tiếp code sẽ bao gồm các phần quà như sau: thứ nhất là 188 nguyên bảo, 20 tiếng vật đen, 20 bồi dưỡng đen. Thì tiếng vật đen dùng để tiến bậc thần tiên, tăng bậc thần tiên. Thứ hai là tăng cấp phần khí bồi dưỡng đen để tăng cấp phần khí tướng. Đây là các phần quà tiếp code SK20051. Tiếp code thứ tư SK38713. Đây có thứ tư SK38713 là có thứ tư. Gift code này có hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 5 năm 2022, các bạn nhanh tay nhập vào không nó sẽ bị hết hạn nha các bạn. Đây là code SK38713, đó là nhấn vào đổi. Thì code này sẽ nhận được là 200 kim bảo, gương trang bị cam và gương pháp bảo cam. Thì đây là các phần quà code SK38713 có hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 5 năm 2022. Gift gương trang bị cam này dùng ngẫu nhiên sẽ mở ra mảnh trang bị lam, tím hoặc là cam, có sản xuất thôi các bạn, có sản xuất nhận trang bị cam thôi, nhận được mảnh thôi không được trang bị nữa. Gương pháp bảo cam có sản xuất mở mảnh pháp bảo lam, tím, cam này cũng nhận có sản xuất thôi các bạn. Thì đây là các phần quà của gift code SK38713. Gift code kế tiếp DH Tần 679. Đây code kế tiếp DH Tần 679. Code này sẽ nhận được là 5 thể lực đơn và 5 pháp lực đen đơn. Đây là gift code nha các bạn, DH Tần 679. Đây là code Tần nha các bạn, DH Tần 679. Ok, giờ mình sẽ vào ải để chiến đấu tiếp. Mình đã tới ải 3 rồi. Ok, giờ mình sẽ đi chiến đấu nữa. Thì tổng cộng là có, bây giờ mình sẽ mở code trên màn hình, thì tổng cộng là có 5 cái code. Khi nào có những cái code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, đừng quên like, share và đăng ký nhé. Chúc bạn nhập code thành công và chơi game vui vẻ. Và các bạn đừng quên click vào bỏ 3 giây click vào quảng cáo để ủng hộ nhé. Ok, giờ hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.